Thưa quý vị và các bạn, để góp phần hoàn thiện tiêu chí môi trường trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, thời gian qua xã Cờ Ly huyện Rông Bách đã tích cực triển khai mô hình phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn. Phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn không chỉ góp phần đảm bảo môi trường mà còn tiết kiệm công sức chi phí xử lý rác thải, được đông đảo người dân hưởng ứng. Trước đây, gia đình bà Trần Thị Nhài ở thôn 10A xã Cờ Ly thường sử dụng một loại thùng hoặc túi để chứa tất cả các loại rác. Nhưng sau khi được chi hội phụ nữ thôn tuyên truyền hướng dẫn, gia đình bà Nhài đã phân loại và đựng rác thải vào 3 thùng riêng biệt. Đối với rác thải hữu cơ, ngoài cách xử lý là chôn lấp, gia đình đã tận dụng làm thức ăn cho gia súc hoặc làm phân bón cho cây trồng. Rác tái chế gồm chai lọ nhựa, giấy, kim loại được bỏ riêng để bán cho những người thu mua ve chai. Còn rác thải vô cơ gồm đất đá, túi ni lông được tập kết lại rồi chờ xe thu gom rác đến đưa đi xử lý. Các rác thải thì phân loại hết là 3 loại. Thế cho nên là bây giờ là vệ sinh môi trường là rất là xanh sạch đẹp, các mùi hôi thối là không có nữa, mà đường xá là coi như là bê tông hết rồi, nhựa, đường nhựa là tất cả là các rác thải là không có ở trong đường xá, mà vào nhà nào cũng sạch sẽ. Sau gần 2 năm thực hiện thí điểm mô hình phân loại rác thải tại nguồn, đến nay 100% hộ dân trên địa bàn thôn 10A xã Cờ Ly đã thực hiện rất nghiêm túc. Điều này đã góp phần tích cực trong thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương. Đến nay, diện mạo vùng nông thôn xã Cờ Ly đang thay đổi từng ngày, cuộc sống người dân được nâng cao với mục tiêu phấn đấu về đích nông thôn mới, nâng cao cho năm 2024. Xã đang tiếp tục hoàn thiện tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 17 về môi trường. Từ trước là thường là mình không chưa thực hiện cái mô hình này thì rác thải nói chung là cũng chưa được gọn gàng. Nhưng mà kể từ lúc mà phân loại rác thải thì giảm rất chi là nhiều. Nhưng có một cái tiêu chí khó khăn nhất, đó là tiêu chí về xử lý rác thải độc hại. Bởi vì xã Cờ Ly là xã có sản xuất nông nghiệp, cho đó là cũng cái lượng thải ra bởi vì bao bì chai lọ của cái thuốc bảo vệ thực vật rất là lớn. Cho đó là lâu nay cũng xã xử lý bằng thủ công. Cho đó là cái này cũng trong cái tiêu chí nông thôn mới nâng cao thì yêu cầu là phải là có một cơ quan đủ cái chức năng để xử lý. Hiện nay, chất lượng môi trường khu vực nông thôn đang chịu nhiều tác động do chất thải, đặc biệt là rác thải sinh hoạt. Và việc xử lý rác thải sinh hoạt luôn là vấn đề bức thiết trong việc bảo đảm vệ sinh môi trường. Chính vì vậy, mô hình phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn rất cần được duy trì và nhân rộng đối với nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh để góp phần vào mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới.